viên uống nội tiết nguyên thảo. Hiệu quả đã được khẳng định 9 năm trên thị trường. Giúp nội tiết dồi dào, tăng cường sinh lý hết khô hạn, giúp đẹp da, giảm nám, mờ nếp nhăn, giúp giảm tóc khô sơ, rụng tóc, giúp giảm bốc hỏa, mất ngủ cáu gắt, chu kỳ điều hòa hơn. Giá niêm yết của sản phẩm là 355.000 đồng một hộp 60 viên uống một tháng. Ưu đãi đặc biệt với combo 3 hộp còn 800.000, combo 6 hộp còn 1.480.000 đồng. Ưu điểm nổi trội của sản phẩm là hàm lượng soy isoflavone 40%, cao hơn 120 lần mầm đậu nành thông thường, kết hợp vitamin E, collagen da cá, liều dùng nhỏ đem lại hiệu quả rõ nét. Tiết kiệm chi phí sử dụng, hiệu quả đã được khẳng định 9 năm trên thị trường, được đông đảo khách hàng tin tưởng sử dụng và phản hồi tốt. Sản phẩm được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Abifa, là top 5 nhà máy dược phẩm lớn hiện đại nhất miền Bắc. Sản phẩm được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ 2012. Liên hệ tư vấn và đặt hàng Dược sĩ Nguyên Thảo, Đại học Dược Hà Nội 0986746154. Thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt hàng tại website tuổixuan.net. Xin chân thành cảm ơn.